Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đó là so sánh tất cả những khẩu P90 đang có trong cái Free Fire. Theo ngày hôm qua thì khi mà P90 được trải nghiệm miễn phí, có rất nhiều bạn đã hỏi mình đó là hãy thử so sánh 3 khẩu P90 với nhau, cũng như là phân tích cái ưu điểm như là nhược điểm của khẩu P90 này. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cần phải lấy khẩu P90 vĩnh viễn đã. Và bây giờ trong game đang có cái sự kiện săn đạn nhận P90. Và thực ra thì bên Gaina họ cũng khá thông minh khi mà ngày hôm qua họ cho tất cả người chơi được thử sử dụng của P90 này. Sau đó thì khi mà thử sử dụng P90 này xong, nếu mà bạn nào kết thì có thể vào đây để lấy. Tuy nhiên thì các bạn hãy xem hết cái video này để có một cái lý do, tức là mình sẽ nói về cái ưu và nhược điểm của tất cả những khẩu P90 để cho các bạn hiểu, và các bạn sẽ ra được cái quyết định là có nên bỏ kim cương giải lấy khẩu P90 hành quyết này không. Và cái khẩu P90 hành quyết này thì khi mà sử chơi cái event này thì các bạn sẽ tốn, mình chơi có tốn khoảng 1000 kim cương, tức là mình chơi sau đó thì các bạn cứ mở 5 lượt, mỗi lượt 100 kim cương. Tuy nhiên thì đến cái viên đạn thứ tư thì rất là dễ, nhưng mà đến cái viên đạn cuối cùng thì thực sự nó rất là khó và mình mất khoảng 1000 kim cương. Nhưng mà 1000 kim cương để sở hữu một khẩu P90 skin huyền thoại này thì mình thấy là cũng khá ok anh em ạ. Và cá nhân mình thì thấy khá ok, nhưng mà đấy là với những người sưu tập súng thôi. Còn nếu các bạn đang muốn tìm một khẩu tiểu liên mà thực sự là nó bắn hợp tay, hoặc là các bạn muốn thay thế với MP40, thì các bạn sẽ cần xem những cái phần so sánh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ so sánh đó là 3 khẩu P90 đang có trong game với nhau. Chúng ta có 3 khẩu P90 có chỉ số đó là P90 thanh lịch, P90 bóng ma cũng như là P90 hành quyết. Trong đó thì P90 thanh lịch là cái khẩu mà rẻ nhất và cũng có thể gọi là dễ sở hữu nhất. Tính đến thời điểm này, khẩu P90 thanh lịch thì chúng ta có cái gì? Khẩu P90 thanh lịch này chúng ta sẽ có tăng 2 tốc độ bắn cũng như là giảm đi 1 băng đạn. Trong khi đó thì P90 bóng ma chúng ta sẽ tăng 2 sát thương và tăng gọi là giảm bớt cái tốc độ thay đạn đi, nhưng mà nó cũng sẽ giảm bớt băng đạn. Và P90 hành quyết này thì tăng 2 tốc độ bắn và 1 sát thương. Thì cái kiểu khẩu P90 hành quyết này nó như kiểu là một cái sự dung hợp giữa hai khẩu, đó là khẩu P90 bóng ma cũng như là khẩu P90 thanh lịch vậy. Với khẩu P90 thanh lịch thì khi mà chúng ta lắp băng đạn 3, chúng ta sẽ có tổng cộng là 76 viên đạn ở trong băng. Và khi mà chúng ta bắn ở tầm trung thì nó sẽ gây ra khoảng bắn tầm trung thì nó sẽ gây ra đó là khoảng 20 cho đến 22 sát thương. Nếu mà bạn bắn headshot thì nó sẽ rơi vào khoảng 115 sát thương ở tầm trung, và ở tầm cận thì là 126 sát thương. Thực ra thì cái khẩu này bắn là khá nhanh rồi. Khẩu này tăng 2 tốc độ bắn là khá nhanh. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái sát thương của nó sẽ có cái tính chất chồng lên nhau. Và tính chất chồng lên nhau, và khi mà bắn như này thì cảm giác là rất là đã. Và đặc biệt là những cái bạn nào mà thích quyết tâm thì cái khẩu P90 thanh lịch này là khá ổn. Ở trong sao tranh thực chiến thì khẩu P90 này nó bắn, nó có 74 viên đạn ở trong băng. Và khi mà bắn thì cảm giác nó bắn nó không gọi là quá mạnh, bởi vì là cái điểm yếu chung của khẩu P90 này nó có một điểm yếu, đó là nó không lắp được nòng, nên là nó sẽ không cải thiện được sát thương ở trong cái quá trình chơi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khẩu P90 này cái khả năng xuyên giáp của những khẩu P90 là tương đối yếu. Ở trong Gaina Free Fire ấy, thì cái khả năng xuyên giáp cũng là một cái chỉ số ẩn mà bên Gaina họ không công bố ra. Chính vì vậy nên là chúng ta không biết chính xác cái khả năng này như thế nào. Chỉ khi mà chúng ta giao tranh trong thực chiến thì chúng ta sẽ cảm thấy là nếu với những cái khẩu mà có khả năng xuyên giáp yếu ấy, thì ví dụ như khẩu P90 này, thì cái việc mà bắn hạ đối phương nó rất vất vả. Các bạn cảm giác các bạn bắn vài băng đạn vào người đối phương mà đối phương không chết. Ví dụ như là trong trường hợp này đối phương có mũ thì mình bắn headshot đối phương chỉ mất khoảng 99 máu thôi. Thì cái khẩu P90 này cũng khá ổn, tốc độ bắn nó khá tốt, số lượng đạn nó là 74 viên đạn và số lượng đạn này khá nhiều. Tất nhiên là nó bị giảm bớt một băng đạn và nó không phải skin huyền thoại, nên số lượng đạn nó sẽ ít hơn so với cả một số khẩu so với khẩu P90 bóng ma hay là so với khẩu P90 hành quyết. Tuy nhiên thì với những bạn nào mà yêu thích cái kiểu giá rẻ như là thích kiểu vuốt tâm với P90 thì cái khẩu P90 thanh lịch này mình đánh giá là nó khá ổn nhá, nó khá ổn anh em ạ. Tuy nhiên thì hai cái điểm yếu cố hữu của P90 đó chính là tầm xa cũng như là cái khả năng xuyên giáp. Thì đối phương khi mà đối phương có giáp vào ấy thì các bạn cảm giác là các bạn bắn khẩu P90 nó chỉ mất đâu đó rơi vào khoảng
rất là ít máu. Và ví dụ như ở trong trường hợp này mình bắn ở tầm rất xa thì khẩu P90 này thậm chí là nó còn gây ít sát thương hơn so với UMP và cũng như là khẩu MP40. Nếu mà trong những cái khẩu tiểu liên ấy thì khẩu nào gây được gọi là xuyên giáp tốt nhất thì chính là khẩu MP40. Các bạn thường hay thắc mắc là cái khẩu MP40 ấy tại sao, lý do vì sao nó mạnh, mặc dù là những cái chỉ số nó hay là tốc độ bắn của nó thì chỉ trội hơn so với khẩu tiểu liên khác một chút thôi, thì so với UMP hay là P90 ấy, thì cái khả năng xuyên giáp MP40 là rất tốt, kể cả đối phương có mặc giáp 2 hay là giáp 3 thì cái sát thương mà khẩu MP40 gây lên người đối phương nó là rất nhiều, khác với cả cái khẩu P90 này. Khẩu P90 này kể cả bắn ở tầm gần thì các bạn thấy là cái chùm đạn của mình nảy lên rất nhiều số nhưng mới có thể hạ cùng với đối phương, đó là khẩu P90 thanh lịch. Bây giờ thì đối với khẩu P90 bóng ma thì có gì cải thiện hơn không? Khẩu này thì bắn ở tầm trung và tầm gần thì nó cao hơn so với cả khẩu P90 thanh lịch khoảng 3-4 sát thương ở trên mỗi viên đạn. Và với cái tốc độ bắn của bản thân những cái khẩu P90 thì cái tốc độ bắn nó đã tương đối nhanh rồi. Và đó lý do vì sao mà khi mà chúng ta bắn lên chúng ta vẫn cảm thấy là tốc độ bắn nó khá nhanh. Tuy nhiên thì cái khẩu P90 bóng ma này thì cái đạn nó sẽ không díu vào nhau nhiều như là cái khẩu P90 thanh lịch hay là khẩu P90 thành quyết. Đó thì sát thương bắn ở tầm trung hay tầm cận của nó thì được khoảng 22-26 sát thương, tốt hơn so với cả khẩu P90 mà không tăng một chút sát thương nào. Khẩu này thì nó giúp chúng ta thay đạn nhanh hơn, nhưng thực ra thì đây là một cái chỉ số tương đối vô dụng với khẩu P90 bóng ma, vì thực ra là khẩu P90 này cái số lượng đạn của nó là rất nhiều, thường thì chúng ta đâu có bắn được hết tất cả cái đạn ở trong khẩu ấy đâu. Với việc mà giảm đi một băng đạn thì khi mà lắp băng đạn 3 vào, khẩu P90 này của chúng ta có tổng cộng đó là 74 viên đạn. Như vậy là cái khẩu P90 thanh lịch của khẩu P90 bóng ma thì số lượng đạn của nó trong băng là tương đương với nhau. Cái khẩu này thì có một điều là nó bắn xa cũng yếu nhưng mà tốc độ bắn nó khá tốt, mà thực ra thì do là cái khẩu P90 này bản thân cái tốc độ bắn nó khá là nhanh nên là cái việc mà tăng 1 hay tăng 2 tốc độ ấy, các bạn nhiều khi các bạn sẽ không thấy được sự khác biệt, bởi vì đơn giản các bạn cứ sấy đủ 20 viên ở đầu đối phương và người đối phương là đối phương đã nằm rồi đó. Và vẫn như là cái khẩu P90 thanh lịch kia thì cái điểm yếu của khẩu P90 bóng ma này chính là cái khả năng xuyên giáp. Nếu như bạn lấy cái khẩu P90 này đi mà đấu tay đôi với đa số những khẩu súng tiểu liên hay là khẩu shotgun khác thì bạn phần thua của bạn nó sẽ rơi khoảng 70%, còn phần thắng là rơi 30% thôi. Ở đây mình đang bắn vào một phần tử và thanh niên này chắc chắn là mặc cỡ ở giáp 3 nên là các bạn thấy nó bắn rất vất vả và bắn nguyên cả băng của người địch mà địch mới chết. Ở đây thì mình không biết vuốt tâm, thực ra thì nói thật với các bạn là mình không biết vuốt tâm nên là mình chỉ tính cái sát thương mà khi mà chúng ta bắn vào người địch thôi. Vâng, mình chỉ tính sát thương tính bắn vào người địch thôi nên là chúng ta có thể thấy là khi mà đấu tay đôi này thì cực kỳ bất lợi đó. Và khi mà chúng ta bắn đó, ngay cả bắn vào đầu đối phương 143 sát thương mà thằng này nó không chết, và chúng ta nhìn thấy là thằng này mũ hai giáp ba nó vẫn còn nguyên. Trong cái tình huống vừa rồi mình vừa bắn vào đầu 143 sát thương, nhưng cái sát thương của cái khẩu P90 này vì nó không xuyên giáp nên đó không phải là một sát thương được hiển thị đầy đủ. Thì cái việc mà khẩu P90 nó yếu như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm chơi của chúng ta. Bây giờ thì khẩu P90 này nó, tức là bây giờ chúng ta ngay cả ví dụ trong chế độ tử chiến ấy thì các bạn cũng không biết là nên phải sử dụng khẩu này hay không, bởi vì là có nhiều những cái khẩu khác thì nó tiện hơn nhiều. Ví dụ như là nếu mà chúng ta thiên về khả năng bắn xa, bắn nhanh thì bây giờ chúng ta có khẩu XM8 bắn nhanh là rất tốt. Trong khi đó nếu như mà chúng ta thích chơi tầm gần cận chiến với một sát thương lớn thì với cái số tiền mà 1600 của khẩu P90 này thì hoàn toàn có thể lấy chơi 1700 để chơi cái khẩu shotgun 2 nòng đó. Còn nếu như mà chúng ta thích kiểu gọi là bắn tiểu liên thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn UMP và P90. Nếu mà đem ra bắn solo với nhau ở trong chế độ tử chiến này thì mình cũng đoán được cỡ rằng là UMP sẽ thắng khoảng 60-40, bởi vì dù sao thì sát thương của UMP vẫn to hơn và cái khả năng xuyên giáp của UMP sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở trong phiên bản OV21 sắp tới ấy, thì cũng không thấy có bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc khẩu P90 này được tăng sức mạnh hay giảm sức mạnh cả. Cái điểm tốt của khẩu P90 này chỉ có mỗi một cái hay, đó là nó bắn rất chính xác ở trong trong khoảng 20 viên đầu tiên thì nó bắn rất chính xác. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả P90 hành quyết. Khẩu này thì nó giải quyết được một vấn đề, đó là nó tăng thêm sát thương cũng như là nó có đầy đủ lượng đạn, tức là nó có 80 viên đạn ở trong băng, cũng như là nó có tăng 2 tốc độ bắn, thì thực ra đây là khẩu hoàn hảo nhất. Và nếu như bạn nào mà đang thích cái khẩu P90 này muốn sở hữu thì chắc chắn là khẩu này thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả khẩu thanh lịch rất là nhiều.
Đó thì đó cũng là một trong những cái điểm mà có lẽ là đây là khẩu P90 mạnh nhất trong Aina Free Fire. Nhưng mà cái điều mà các bạn cần phải chú ý, cái điều các bạn chúng ta cần suy nghĩ là chúng ta có nên mua khẩu này hay không. Bởi vì là so với cả UMP nghị sĩ tử thần ấy, so với UMP nghị sĩ tử thần thì chắc chắn là khẩu P90 hành quyết này không bằng, mình khẳng định các bạn một điều luôn. So với MP40 bích vàng ở trong xưởng chế tác thì khẩu P90 này cũng sẽ không bằng. Và đó là so với hai khẩu tiểu liên. Còn nếu mà so với cả M1887 thì chắc chắn là khẩu P90 này cũng sẽ không ăn ở M1887, thậm chí là bắn nhau solo ở tầm trung thì cũng sẽ không ăn được. Đó, ở trong tình huống này thì mình móc lốp thanh niên sử dụng đó là M1887 nhưng mà không quá thành công trong tình huống đó. Thì phải nói rằng là cái khẩu P90 hành quyết này rất tốt, nhưng mà hiện tại chúng ta có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Thì ví dụ như bạn nào thích cái khẩu P90 hành quyết này lắm thì các bạn hãy dùng. Còn nếu như mà các bạn thực ra các bạn không có nhiều điều kiện dư giả và các bạn muốn gọi là có một cái súng nào đó, mua một cái súng tiểu liên nào tốt hơn, thì mình khuyên các bạn là nên để tiền đó để mua MP40 hoặc là mua khẩu UMP nghệ sĩ tử thần, thì hai khẩu đó thì ok hơn so với khẩu P90 là rất nhiều. Đó, đó là một số những cái nhận xét của mình. Thì cái mà khẩu P90 này hiện tại đang cần ấy, đó chính là tăng khả năng xuyên giáp. Bởi vì nếu như mà với cái việc bạn bỏ ra tiền ra mua một khẩu súng huyền thoại mà khả năng xuyên giáp của nó kém như vậy thì thực ra nó sẽ rất là khó để mà có thể giúp cho cái khẩu này mang lại nhiều hiệu quả trong giao tranh. Và nếu như mà không cải thiện được vấn đề xuyên giáp cũng như là cải thiện được về cái khả năng đó, là nếu tốt là nó nên là lắp thêm nòng. Còn nếu như mà nó không được lắp thêm nòng để tăng thêm sát thương hoặc cải thiện khả năng xuyên giáp thì cái khẩu P90 này nó sẽ sớm trở thành một trong những khẩu súng mà bị ghẻ lạnh ở trong Aina Free Fire. Và đó là cái phần mà mình so sánh về ba khẩu súng, đó là P90 thanh linh, P90 bóng ma, P90 hành quyết, cũng như là phân tích những cái ưu hay là nhược điểm. Và thực ra có đó là cái nhược điểm chí mạng của khẩu P90 hành quyết này. Và nếu như các bạn thấy video của mình có ích thì các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe để được đẹp trai và được xinh gái nhá. Và mà nếu như các bạn cũng yêu thích những cái phần review so sánh súng này thì các bạn hãy comment giúp mình xem là bây giờ mình nên so sánh những cái súng nào. Và mình nên so sánh những súng nào hoặc là so sánh những súng nào với nhau thì các bạn hãy comment ở phía dưới video này. Thì mình nếu có điều kiện thì mình sẽ làm những cái video để mình so sánh các súng này để anh em có cái sự lựa chọn mua súng nào là hợp lý nhất ở trong Aina Free Fire nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Bye bye.